Phuket, hòn đảo thiên đường của du lịch Thái Lan. Vùng đất gắn liền với các kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp giữa biển trời. Nhiều địa điểm vui chơi, giải trí náo nhiệt, hấp dẫn và vô vàn những kiến trúc văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Nếu đã lựa chọn cho mình một chuyến ghé thăm Phuket, bạn nhất định không nên bỏ qua những địa điểm mà chương trình giới thiệu ngay sau đây nhé. Hôm nay, đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá Phuket với chuyến tham quan Wat Cha Long, một ngôi chùa rất được tôn kính của cộng đồng Phật giáo địa phương. Ngôi chùa nằm cách thành phố Phuket khoảng 8 km về phía nam. Trước khi tiến vào bên trong chùa, chúng tôi được hướng dẫn mua hoa sen tươi và gấp cánh hoa lại như thế này. Người hướng dẫn nói rằng, bông hoa được gấp càng đẹp thì khi cầu nguyện sẽ càng may mắn. Chùa Wat Cha Long được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, tạo ấn tượng bởi nét kiến trúc đặc trưng chùa tháp Thái Lan với nhiều hoa văn, họa tiết được dát vàng, những ngọn tháp hình xoắn ốc và nghệ thuật chạm trổ tinh vi. Điểm đặc biệt của chùa tập trung ở khu vực bên trong, nhưng trước khi tham quan khu vực này, bạn cần phải quấn thêm những chiếc khăn quanh người thế này nếu quần áo của bạn không phù hợp. Tòa nhà chính của chùa có 3 tầng, được trang trí với bức tranh tường mô tả câu chuyện cuộc đời của Đức Phật và cũng trưng bày nhiều hình ảnh Phật khác nhau. Wat Cha Long là nơi với các vị tu sĩ tôn kính tu hành như Ngài Long Pho Chem và Long Pho Chuan. Cả hai đều là những vị tu hành nổi tiếng, biết về các loại thảo dược và chăm sóc cho những người bị thương. Bức tượng tôn vinh họ đứng trong hội trường thuyết pháp. Sau khi đi dạo tìm hiểu về nơi thờ phụng tại đây, các bạn có thể mang theo các bậc thang để lên đến tầng cao nhất của ngôi chùa. Tại địa điểm này, chúng ta có thể hướng mắt ra xung quanh để ngắm nhìn toàn bộ khuôn viên chùa bên dưới. Cảnh trí chùa từ trên xuống khá bắt mắt với nhiều cây cổ thụ, các tu viện nhỏ và những con đường mòn xinh xắn. Chính vì thế, đây cũng là điểm lý tưởng để bạn lưu lại những bức ảnh đẹp cùng bạn bè. Rời khỏi chùa Wat Cha Long, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến một địa điểm chuyên bán hàng lưu niệm tại Phuket. Đó chính là cơ sở nuôi và bán mật ong Bisby. Chúng tôi được người hướng dẫn giới thiệu tận tình về quy trình nuôi và lấy mật ong tại đây. Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng tiến vào khu vực bày bán các sản phẩm làm từ mật ong nguyên chất của cơ sở này. Ai nấy đều tỏ ra thích thú với vô vàn những sản phẩm được bày bán trên kệ như sô-cô-la, bánh, kẹo và mỹ phẩm. Những mặt hàng từ mật ong chuyên dụng để chăm sóc rất đẹp cũng thu hút sự chú ý của chị em trong đoàn. Đêm đến cũng là thời điểm náo nhiệt nhất ở Phuket. Nếu có dịp đến đây, bạn đừng nên bỏ qua cơ hội ghé thăm và trải nghiệm không gian sôi động với vô vàn những hoạt động hấp dẫn tại Bangla Street nhé. Phố đi bộ Bangla là trung tâm vui chơi sôi động và náo nhiệt về đêm của hầu hết khách du lịch khi đến với Phuket, Thái Lan. Dọc hai bên đường, bạn có thể nhìn thấy vô số những quầy hàng lưu niệm, những chiếc xe bán thật nhiều đồ ăn vặt thơm ngon và nhiều nhà hàng ăn uống sầm uất. Phố đi bộ này là thiên đường dành cho những tín đồ mua sắm. Khi bên cạnh những món quà nhỏ xinh mua tặng bạn bè, bạn còn có thể mua được nhiều mặt hàng thời trang đặc trưng Thái Lan với giá cả phải chăng. Hai ngày trải nghiệm Phuket với nhiều điểm đến hấp dẫn, ấn tượng đã để lại trong chúng tôi nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Nếu có dịp ghé thăm Phuket, bạn đừng quên hòa mình vào làn nước xanh trong tại biển đảo Khỉ, chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn lãng mạn tại mũi Krom Thep, tìm hiểu văn hóa Phật giáo tại chùa Wat Cha Long và vui chơi hết mình tại không gian sôi động của phố đi bộ Bangla nhé. Phuket xinh đẹp, hứa hẹn sẽ là điểm đến thú vị dành cho những ai yêu thiên nhiên và thích khám phá đó.